Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu bi salmon ha. Nice, tình hình là mình đã biết cách để chúng ta tiến hóa cúp phu rồi. Trời ơi, cày level quá trời không thấy tiến hóa. Một hồi tìm hiểu thì mới biết cúp phu này nếu mình muốn tiến hóa thì mình phải để ẻm đứng trước một cái cuộn bí kíp võ công nè. Ở đây thì mình có bí kíp võ công của hệ nước á, nên mình sẽ tiến hóa ẻm ở dạng này trước ha. Đây, chuẩn bị tiến hóa nè. Đó, ấn vô ẻm. Khi mà ẻm đứng trước cái quyển bí kíp vô công là tự động tiến hóa luôn, rất là đã á. Rồi chuẩn bị nè, chúng ta sẽ chào đón dạng mới của cúp phu, và ẻm có tên là Urshifu ha. Trời ơi, học được một kỹ năng mới luôn nè, quá đỉnh. Cài mình sẽ học vô. Ta da, vậy là xong rồi. Trời ơi, coi thủ thế cơ. Mà hình dạng đã thay đổi hoàn toàn luôn ha. Uầy, trông chất thiệt sự ấy. Và mình có thể cưỡi Urshifu và di chuyển cũng tương đối nhanh này. Hợp lý nha. Đèo em này đi khám phá cũng ok phết đấy. Được. Rồi, 3 ngày mới rồi. Thành thử ra chúng ta sẽ kiểu như là nhận thêm nhiệm vụ coi. Có nhiệm vụ nào dễ không? Cái này đánh bại 250 Pokemon hả? Ok, được. Nhận luôn, để có gì mình farm từ từ. Nào đủ thì về nhận sao ha. Cái này thì mình cần phải tìm ngôi đền. Ok, được luôn. Mình nhận nhiệm vụ vàng đi ha. Nhiệm vụ vàng thì may ra nó cho độ xịn á. Qua đây nữa, còn một nhiệm vụ nè. Bữa nay thì không thấy nhiệm vụ đỏ nữa hết á. Cái này thì khám phá cái thế giới kết thúc hả? Ok luôn, cái này chắc là lâu nha. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ cùng Urshifu đi khám phá luôn thôi. Hồi hộp quá. Hy vọng là hôm nay chúng ta khi khám phá sẽ tìm được một cái đĩa kỹ năng Dragon Boost ha. Tại vì mình cũng search Google á và biết được Pokemon Poipo này nè sẽ tiến hóa nếu như mà học được kỹ năng Dragon Boost á. Nên mình phải gán tìm cái đĩa đó thôi để dạy cho em á. Chịu khó ha. Rồi, ở đây có boss luôn hay gì vậy? Boss epic luôn nha. Căng. Để mình... quên. Mình có đọc comment và các bạn có chỉ mình một cái mẹo rất là hay là mình có thể biến cái máy tính thành một cái laptop. Hay thiệt. Trời ơi, vậy là mình chỉ cần mở laptop lên là có thể kiểu như là sắp xếp lại Pokemon rồi, không còn phải đặt máy tính xuống nữa. Hay, cái mẹo này hay nè. Rồi, mình sẽ đưa Garchomp vô trong một xíu ha, để giảm cấp của boss lại. Không thôi, boss cấp cao quá, quýnh không lại đâu. Katana cũng vô trong xíu đi. Rồi đưa mấy em khác vô. Omasta với Archeop vô. Rồi, và mình sẽ test thử Urshifu trên boss Epic này ha. Trận chiến đầu tiên của mình và Urshifu nè. Trời, hồi hộp quá, thử kỹ năng mới luôn. Trời đất ơi. Một hit một đấm ngất xỉu con boss luôn. What the hell? Urshifu mạnh thật sự. Mình được một cái amulet coin. Wow. Một vật phẩm mới nè. Được đó nha. Ôi mà phải công nhận là Urshifu đúng đỉnh luôn. Trời ơi, con boss đó quýnh không chừa phát lao. Ở đây có hop 3 nữa nè. Hop 3 hả? Quýnh hop 3 luôn. Hop 3 thì cấp 50 hả? Vậy thôi cho Poipo quýnh đi. Sẵn đó luyện Poipo thêm ha. Poipo thì chủ yếu là dùng độc á. Rồi, sau khi dùng độc một tí thì hop 3 đã bị đánh bại rồi ha. Và chủ yếu khi farm hop 3 thì chúng ta sẽ có Ngọc Ender, một thứ rất là cần thiết sau này nếu như mình muốn khám phá thế giới Dien á. Đó, hợp lý nha. Bữa nay mở màn là chúng ta đã thấy được sức mạnh của những Pokemon mới của mình rồi. Giờ thì thử nhân phẩm nè. Vô trong cái Pokestop này coi. Cho cái trứng bao nhiêu km? Không có cái trứng nào luôn. Ui, Sukuna vậy. Vậy thì chắc mình sẽ đổi nhiệm vụ ha. Giờ thì mình sẽ chuyển sang kiểu như là đi tìm ngôi đền đi. Kim tự tháp á. Tại vì trên sa mạc mà. Không ra đi thì chúng ta cũng chưa phát hiện cái kim tự tháp nào gần đây cơ. Lạ thiệt. Ồ, lại có thêm một cái hố Ultra nữa cơ. Thôi, bữa nay muốn khám phá trên thế giới thượng hơn cơ. Đây lại đây. Trainer cấp 40. Mình mới có Urshifu á nên mình muốn đi khiêu chiến người ta quá à.
Vô ha. Test sức mạnh nào. Úi giời. Một đấm là đi luôn nha, đừng có đùa. À, Pyro hả? Pokemon hệ lửa. Này thì hệ lửa nè. Giờ nói chung là Urshifu tay to lắm, đấm phát là đi hả? Đúng đỉnh luôn. Vubit hả? Rồi, xong hết rồi. Ồ, lại thêm một Vubit nữa. Mình còn rất nhiều kỹ năng hệ giác đấu mạnh á, nên mình cũng không lo lắm đâu. Urshifu là Pokemon hệ giác đấu mà, nên mấy kỹ năng đó cực kỳ mạnh luôn á. Thử vận may lại nào, để coi lần này có trứng hay không nha. Ừ, lần này thì đỡ hơn lần nãy rồi nè. Nó bắt đầu cho mình trứng Pokemon rồi, nhưng mà chỉ là trứng 5km thôi. Thôi kệ, có còn đỡ hơn không ha. Ủa, ở đây mình thấy có một cái người câu cá nè. Nhưng mà mình cần phải có cái cần câu cơ, mình mới đưa cho người đó được. Uầy. Ừ, nhắc tới câu cá mới nhớ. Khi câu cá thì nhiều khả năng mình cũng có thể câu ra mấy em Pokemon xịn xịn á. À, trong đó có cả Ash Ninja luôn. Em S hơi bị xịn luôn á nha. Ồ, đã vậy. Nhưng mà giờ mình không có cần câu Pokemon chuyên dụng ấy, nên cũng rất là khó luôn. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình đi đánh boss hoặc là đi khám phá sẽ tìm được những cái cần câu xịn để câu Pokemon á. Bên đây là ai? Transfer tutor. Để mình coi. Có Dragon Push không? Sleep Tank. Có Water Push à, nhưng không có Dragon Push rồi. Tiếc vậy. Ôi mất rồi. À, người này di chuyển à, thú hồn, tính đâu mất rồi chứ. Rồi để coi ra COVID mình sẽ có học được kỹ năng gì ok không. A few moments later. Ê khoan. Gần đây có Zamazenta. Zamazenta là em này này. Trời ơi, ngầu vậy. Đây là Pokemon Legendary. Lại là hệ giác đấu luôn. Sao mình có duyên với mấy em hệ giác đấu vậy ta. Nhưng mà Urshifu hiện tại thì đang cấp rất là cao á, nên mình không đảm bảo là đánh một phát em kia còn sống. Để bắt em này chắc cú hơn thì mình sẽ kêu Katana ra để có kỹ năng Fall Sweep á, là ok nhất. Rồi, vô bắt đầu trận chiến với Zamazenta thôi. Ơi, nhưng mà khi mình kêu chiến thì Zamazenta mặc giáp lên hay sao kìa, thay đổi hình dạng rồi, ngầu vậy. Trời ơi, giờ là thời khắc để mình tung bóng chứa để bắt ẻm thôi. Hiện tại thì mình sẽ dùng thử Dustborn trước đi. Quickborn thì tung bây giờ không kịp rồi. Thử với Dustborn trước á. Ồ, có vẻ hơi khó rồi. Thử với một quả Fastborn coi. Mỗi loại bóng thì mình sẽ thử một vài lần kiểu vậy ha. Ui shit, được cơ. Dùng Fastborn cũng có vẻ hiệu quả với Zamazenta. Fastborn thêm một lần nữa nè. Biết đâu bất ngờ. Ý. Trời, lắc thêm một cái nữa là vô rồi. Ai. Đây, được rồi. Kiên trì sử dụng Fastball đúng 3 lần thì mình đã bắt được Zamazenta rồi. Đâu em đâu. Đây. Trời ơi. Em này còn có cái gì? Cái tên ở phía dưới nè. Hero of Many Battle Form. Uầy. Xịn sò thiệt. Wow. Đã nha. Uầy, coi mình cưỡi em này. Thích ghê luôn á. Để coi em này thì. Ui, làm sao để có được cái em Zamazenta mà giống như mặt giáp vậy ta. Nhìn ngầu ghê luôn á. Đã ghê luôn. Lại là người câu cá. Hình như hai người câu cá luôn hay sao. Ở dưới này mình thấy một người nữa nè. Ồ, trời ơi, sao dùng này nhiều người câu cá thiệt sự luôn á. Đam mê. Đam mê câu cá ha. Wow, vậy là biết rồi. Mai mốt mình có cần câu cá thì mình sẽ quay lại dùng này sao. Bây giờ mình gặp mấy cái người mà dạy kỹ năng thì hay biết mấy. Mấy cái move tutor. Hên xui nhiều khi chúng ta tìm được cái người dạy kỹ năng Raiden Boost cho em
Voi bò là ngon luôn. Lại gặp hố u tra ta. Có nên vô không nhờ? Bữa nay mình muốn khám phá trên thế giới thường nhiều hơn á. Tại vì đang hên nè. Khởi đầu chuyến đi đã có được thêm một em legendary rất là đã rồi. U, ở đây còn có Geodude. Lấp lánh. Geodude shiny á. Trên biển có du thuyền. Ủa? Ui, bây giờ cũng có người sắm du thuyền luôn à. VIP vậy. Nhưng mà cái này nhìn đẹp ấy, xin nha. Nhà đúng nhà đang thiếu bộ bàn ghế luôn á. May thế nhờ. Xin nốt. Vô trong cái em ơi. Chưa, mình cho ga châm vô trong cái. Để có không gian mình lấy mấy cái này về. Rồi, ngon lạnh luôn. Ồ, ở đây còn có bọt cái chết luôn nữa. Một cái fresh water. À, còn gì khác ở đây không? Ở đây có mấy cái ly nhìn dễ thương á. Đây, cái ly này là cái ly hình bóng chứa Pokemon nè. Đây là cái ly hình Pikachu. Lượm luôn. Rồi. Rồi mình thử vô trong buồng lái coi. Chắc trong này giấu nhiều đồ lắm. Nè, giấu tủ lạnh nè. Có tủ lạnh mà giấu. Có một cây cần câu tốt. Một cọng dây chuyền nước. Water gem. Ờ, còn có tầng hầm nữa à. Wow. Có máy quạt nè. Có cần câu cá rồi ha. Còn gì nữa không? Lại tủ lạnh. Giấu nhiều tủ lạnh thế. Lại có cần câu nữa nè. Chắc mấy người này kiểu như là du thuyền đi đánh cá các thứ nè. Còn có một cái hết scale nữa. Wow. Lượm luôn. Toàn là đồ mới không mà. Quét sạch cái du thuyền này. Ủa, cái này là còn có cái gì nữa nè. Washing machine. À, cái này là cái máy giặt. Ok, còn cái gì? TV luôn. Trời ơi, người này nhiều đồ trang trí đẹp vậy. Chuyến này về nhà là cái nhà mình hơi bị đã luôn rồi. Có quá trời đồ trang trí luôn. Bỏ vô liền. Trời ơi, nó đã trúng mánh luôn á, trời. Nhất là cái tủ lạnh á, hợp lý thiệt sự luôn. Rồi xong, vậy là chúng ta đã có thêm được một mớ đồ từ cái du thuyền này ha. Vậy là sắp tới đi khám phá mình phải để ý hơn mới được. Nhiều khi gặp mấy cái du thuyền này vô là hốt bạc luôn á. Ủa, nó còn có mấy cái này là cái gì ta? Nổi nổi trên mặt nước nè. À, ô, cái này có thể ngồi được luôn nè. Hay vậy. Lụm luôn. Đã lụm là phải lụm cho tới. Rồi lụm thêm cái bên này nữa đi. Lụm cặp á. Rồi. Quá đã luôn. Về nhà có gì làm cái du thuyền cho mình. Rồi mình đặt cái này xuống. Trời ơi, tắm nắng là hết sảy con bà bảy. Rồi đi tiếp thôi. Wow, tính ra bây giờ trên biển cũng nhiều cái thú vị ha. Rồi hết tới biển rồi. Hết biển rồi, giờ tới đất liền rồi. Ô, và thật tình cờ trứng mình cũng vừa nở luôn. Ok, mở luôn nào. Coi mình được em Pokemon gì. Slowpoke. Mình được một em Slowpoke ha. Đây. Hấp 25. Ủa 24 à. Ok, mình sẽ để mấy em này qua một góc riêng ha. Rồi, làm sao. Có Pokemon mới cũng được. Đỡ phải đi bắt. Rồi, hôm nay có vẻ là mình không có hên trong việc mở mấy cái... loot mấy cái Pokestop á. Nãy giờ mình loot thì một là nó ra mấy cái đồ lặt vặt nè. Hai là ra trứng, nhưng mà trứng rất là thấp luôn. 2 km. Hên thì được 5 km à. Chưa thấy trứng nào 10 hay 20 luôn á. Ồ, hơi tiếc nha. Để một xíu mình sẽ chăm chỉ loot hơn coi. Đây, bên đây còn nữa nè. Cho mình... Ồ, lần này thì được trứng 5 km nữa nè. Ở cái vùng Savannah thì lâu lâu mình gặp cái em Q-Fan này rất là nhiều ha. Mình cũng muốn sở hữu một em voi giống như vậy nữa. Nên, ok, bữa nay mình sẽ quyết định bắt em này. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tung bóng chứa liền luôn ha. Mình sẽ tung Quick Ball để coi có thể bắt được em Q-Fan này hay không. Quick Ball, phát huy công dụng đi. Ý, được nè. Rất là nhanh chóng luôn, chúng ta đã có được Q-Fan rồi. Đây, mình sẽ đưa em ra. Em này là chắc sẽ rất là trâu á. Em là Pokemon hệ coi hệ thép á. Và em được trang bị sẵn cái đuôi gì nè. Wow. Em có sẵn cái đuôi gì luôn. Để mình đánh thử. Ơ? Đây là... Ủa?
À, đây là dạng tiến hóa của Cú Phan nè. Trời ơi. Mới bắt em xong gặp được dạng tiến hóa của em luôn. Đằng kia cũng vậy nữa kìa. Wow. Có em nào cao cấp không? Cấp cao không? Em này cấp 43 hả? Ok. Vậy bắt em này đi. Đỡ. Mình bắt luôn em này á. Đỡ phải kiểu như là luyện thêm á. Tiếp tục thử Quickborn nè. Để coi Quickborn có thể hiện tốt thêm một lần nữa hay không nha. Được không? Được không? Ui, suýt được, suýt được. Để mình thử mình tung Heavy Ball nha. Em này nhìn thấy cũng to lắm á. Thử. Ui ui. Cuối cùng thì mình cũng đã bắt được ẻm rồi. Hơi khó bắt một xíu ha. Rồi, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã có được dạng tiến hóa của Q-Fan luôn. Mình có nên thả Q-Fan ra không? Ok, tạm tạm. Chưa chưa chưa. Mình coi thử coi em này có cái đuôi không. Nè, em này không có cái đuôi nè. Mình sẽ lấy cái đuôi của Q-Fan á. Đây, lấy cái đuôi. Xong thả em đi. Rồi gắn cái đuôi cho em mới. Đấy, vậy là ok rồi. Một công đôi chuyện á. Quá tuyệt vời. Phía bên này thì mình thấy có một cái người này. À, là trainer à. Ok. Vô El Poi Poi. Cho Poi Poi thể hiện cái. Đầu tiên mình sẽ dùng đập vô Pokemon bên kia trước ha. Rồi, trúng đập liền. Tiếp theo mình sẽ sử dụng kỹ năng. Ấy, ôi mình ấn nhầm rồi. Ui nhưng mà chết luôn rồi. Hay vậy. Ui ấn nhầm cũng lợi hại quá ha. Đây, đầu tiên mình sẽ gây độc trước đã. Đó, độc này nó sẽ giật máu mỗi lượt á, nên rất là tiện luôn. Và sau đó mình sẽ dùng kỹ năng Venusaur ha. Đấy, sốc đam liền. Combo độc rất là dữ ha. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Có vẻ trận chiến này mình và Poipo sẽ dễ dàng chiến thắng thôi. Đây, một em cuối cùng. Không biết phải hay không. Ồ, người này nhiều Pokemon vậy. Rồi, cuối cùng mới thắng nè. Đó, được cả đống kinh nghiệm luôn á. Rồi, đi tiếp thôi. Phía bên này thì còn có cái em Raiden. Em này đã tiến hóa rồi nè. Là dạng tiến hóa của Rhyhorn đó. Bắt luôn nha, hệ đá với hệ đất luôn. Ồ, được ấy, được ấy. Mình sẽ thu phục thử em này. Rồi, tiếp tục là màn tung Quickborn trước ha. Hôm rày thì mình bắt bằng Whipball nó khá là nhiều luôn và cảm giác nó cũng hiệu quả nữa. Thử lần này coi. Đấy, hiệu quả nữa nè. Wow, lợi hại thiệt. Bây giờ Whipball lợi hại quá. Mình đi được có tí xíu thôi à. Thì gặp được một ngôi làng và cạnh ngôi làng còn có một cái hội quán cơ. Ui, hội quán này hai Pokemon được trang trí ở bên ngoài là rời đến luôn nè. Ê. Coi thử coi. Đây là Mystic Gym á. Wow. Vô không em? Zamazenta. Được. Lần này thì mình sẽ cho Zamazenta chiến đấu với những người trong hội quán Mystic này ha. Ok, bây giờ mình phải mò đường vô trước rồi đã. Mình mò đường vô. Rồi ok, bắt đầu rồi nè. Trận chiến đầu tiên. Nè, mình đánh với Pokemon hệ lửa hả? Hệ lửa thì Urshifu gánh tem tiếp thôi. Rồi 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 rồi. Làm cái đường gì đâu mà quằn sao là quằn ghê luôn á trời. Đây, Zamazenta vô trận đi. Trận chiến với hội quán đầu tiên nè. Ồ. Vậy em đánh em hả? Nhưng mà hiện tại thì kỹ năng của Zamazenta nó không có ăn liên quan gì tới cái hệ của em á. Chắc phải gắn cày rồi cho em học thêm kỹ năng mới thôi, chứ kỹ năng hiện tại thì không có phù hợp ha. Được cái em này cũng rất là mạnh, nên chắc cũng thắng nổi á. Hơi lâu một xíu thôi. A few moments later. Hội quán này đúng nhiều người luôn ý. Đánh mãi mà chưa tới chỗ của chủ hội quán này. Nào, tới chưa? Được đi chưa? À đây đây đây, được đi lên rồi nè. U là trời. Tới rồi đúng không? À đây đây, chủ hội quán đây. Wow. Có cái giọng Dynamax luôn kìa, chủ quán này chắc xịn lắm á. Được, vậy mình sẽ thử cho Poi Poi đi, nãy giờ Poi Poi chưa có trận chiến nào với hội quán này luôn á. Ok, tạm đọc trước rồi đã. Rồi luôn, chưa gì Dynamax luôn rồi kìa. Quýnh đào đây, quýnh đào đây. Không sao, mình sẽ dùng Venusaur.
Ui, cũng không ăn thôi, không ăn thua, không ăn thua rồi. Chủ hội quán này cũng đáng gờm phải đấy. Mình phải dùng tới Urshifu thì mới có thể giành được chiến thắng á. Và may quá, mình đã chiến thắng rồi. Mình sẽ nhận được một cái kiểu như là huy hiệu của hội quán này. À, và một cái đĩa kỹ năng tên là Beside Chick ha. Hoài, kỹ năng này cũng ok phết đấy. Ok. Cuối cùng thì cũng thắng rồi. Giờ thì chắc mình sẽ đào một cái đường để đi ra thôi. Chứ mình mà đi ngược cái hướng vào á, là không biết chừng nào mới đi ra nổi luôn á. Cái này y như cái mê cung nhưng mà nó còn là block tàng hình nữa, không có thấy đường thì sai gì hết. Ở phía trên nóc của cái hội quán này có một cái Pokemon Bot cấp Ultimate luôn. Holy. Mình thử với Urshifu một lần nữa nha. Ôi, Bot Ultimate đánh một lần chỉ còn có 14% máu thôi. Trời ơi, Urshifu đúng đỉnh luôn á. Wow, lượm cục kẹo Bot luôn. Quá đã. Và mình được một cái Dynamax Candy. Một cái kẹo Dynamax hả? Bữa nay quá thật là một chuyến đi tuyệt vời ha. Công nhận có mấy Pokemon mới gánh tèm đã ghê luôn á. Rồi dưới này còn có Hoppa nữa nè. Hoppa thì thôi mình sẽ luyện mấy em còn lại đi ha. Để cho mấy em lên cấp đều đều hết đi. Ủa đằng kia là gì vậy? Cái gì mà lạ vậy ta? Khoan, mình cần một em Pokemon biết bay. Giúp mình bay qua đó coi tình hình mới được. Ái chà chà. Lại là chỗ gì đây? Quán bar à? À không, nhìn giống như chỗ của chị y tá hơn á. Ở trong đây còn có một cái bàn trao đổi Pokemon nè. Chiến này trúng mánh rồi, mình đỡ phải chế tạo. Bỏ túi luôn. Tại trong đây không có ai á, bỏ túi liền, tranh thủ. Và có tới tận 3 cái chỗ hồi phục cho Pokemon luôn nè. Quá xá đã luôn á. Ồ, cái này kiểu như một cái chạm xá mà trên biển vậy á. Ui, máy tính nè. Bỏ túi luôn. Ui giời. Hợp lý thiệt sự luôn á. Mới thấy lần đầu nó cho mình cái trứng 15km trong ngày luôn nè. Nãy giờ toàn cho trứng 5km không luôn á. Mới thấy cho một trứng 15km đầu tiên. Phải gán cậy cái trứng 15km đó mới được. Giờ chỉ đặt niềm tin vô cái trứng đó thôi. Đó là trứng cao nhất của mình hiện tại rồi đó. Ủa, đây có cái nhà của ai nè? Ủa, cái nhà trên sa mạc mà bị bỏ hoang mất rồi. Ui, cái này kiểu như cái lâu đài ấy. Nhưng mà bị bỏ hoang mất rồi, ổn vậy? Tiếc thế, cái này xa nhà mình quá. Không, mình cũng trùng tu lại gần vô ở cũng ok phết đấy. Cũng rất là rộng rãi mà. Và cái em Urshifu này á, có tới hai dạng tiến hóa cơ. Dạng của mình là dạng tiến hóa khi mà học cái cuốn bí kíp võ công hệ nước. Còn một dạng tiến hóa khi mà mình học cuốn bí kíp võ công hệ bóng tối cơ. Dạng đó chắc cũng sẽ rất là đã đấy. Thế nên bây giờ mình cần phải kiểu như là gán tìm thêm một em Urshifu giống như vậy nữa. Nhưng mà tìm chắc hơi khó nha. Hôm qua kiểu nhân phóng cao hay sao á. Gặp được luôn mà. Ồ, ở đây có ai đây? Ôi, nhà huấn luyện Pokemon hả? Tưởng đâu mua tutor chứ, mặc đồ tưởng đâu giáo sư dạy kỹ năng không à. Làm mừng hộp. Đằng kia mình thấy có một Pokemon hình lâu đài cát kìa. Lạ nha, Pokemon này lạ lắm luôn á. Qua coi thử. Này, tên là Balosen. Pokemon Balosen á. Hệ ma cũng như là hệ đất. Wow, hình cái lâu đài cát lạ thiệt. Được, mình sẽ vô bắt em này luôn á. Mình sẽ kêu em nào cấp cao cao đấy, mình tung Whitbon trước đây. Đây, tung Whitbon bắt luôn. Không biết bắt được liền hay không đây. Hy vọng là được. Mình muốn có cái em lâu đài cát này. Rồi, được hay không đây? Có vẻ là được luôn. Một phát ăn luôn. Quá đã luôn á. Đây, em này. Balosen. Ok, đưa ra thử coi. Ta-da! Trời ơi, em này mà được Dynamax lên chắc thành cái lâu đài cát thiệt luôn ấy. Dữ nha. Dạng shiny của em thì màu đen thui thui lùi à. Thôi, dạng này vẫn đẹp hơn. Dạng này nhìn nó đúng là màu cát ha. Đã thiệt. Ô, còn có thể cưỡi được nữa.
Mình ngồi trên lâu đài cát mình đi được được luôn nè. Hay hay. Rồi, để cho lâu đài cát quánh nhau luôn. Mấy chiến. Vô, quánh nhau đi. Dí theo con rắn nào lâu đài cát. Dí theo, dí theo, dí theo. Dí theo. Đúng rồi, dí nữa. Lâu đài cát chạy hơi chậm nha. Rồi, nhưng mà có khá là nhiều kỹ năng liên quan đến cát luôn nè. Sand attack đồ các thứ. Ui, nhưng mà đánh không có trúng. Ồ, kỹ năng này thì trúng rồi nè. Wow. Được á, được á. Ý. Ồ, ngoài kia có em gái đang tắm biển kìa. Trời ơi, đêm hôm, trời mưa nữa tắm biển ngoài một mình. Mẹ đất ơi. Ồ, rai câu. Gần đây có rai câu à. Ồ, nhưng mà mình đang bận ra đây tắm biển như em gái này rồi. Úi giời, mưa mà tắm biển một mình vậy, buồn vậy. Nè, à, còn là một huấn luyện viên Pokemon à. Mình có nên khiêu chiến không ta? Trời ơi, nhìn thì cũng dễ thương đấy. Nhưng mà mình muốn chiến đấu quá. Vô. Chiến luôn. Wow. Con gái này có Pokemon gì nhìn lạ quá nè. Mình sẽ thử tấn công ha. Coi coi. Chiến thắng rồi. Trận lượt đầu tiên thì mình đã thắng. Tiếp theo thì em gái này đã tung ra Pokemon dữ hơn rồi. Wow, căng nha, căng nha. Lần này là Blastoise á. Nhìn khủng thiệt. Blastoise thì... kệ Blastoise, mình cứ tấn công trước đi tính sao. Dễ thương thì có dễ thương đấy, nhưng mà đã vô trận chiến rồi thì cứ xúc thôi ha. Tiếp tục nào. Wow, bây giờ một Pokemon tên là Raga. Nhìn đẹp ghê luôn kìa. Kiểu như rồng lá, nhìn giống rồng lá ghê á. Kệ rồng lá luôn. Chiến thắng trước tính sao. Rồi, chúng ta đã thắng trước em gái rồi. Ôi. Ồ, em giỏi em đi luôn rồi. Ồ, em bỏ đi luôn rồi. Buồn vậy. Ơ kìa. Phải chiến đấu mới thành bạn được chứ. Trời ơi. Ủa. Ê. Nhưng mà vô tình lúc mình dưới nước thì mình phát hiện ở dưới có Maki Cap tiến hóa rồi kìa. Ê, cuối cùng. Cuối cùng thì cũng bắt được em rồi. Đi lên, đi lên, đi lên. Ê. Hình như khi... Ủa sao mình không bị mất oxy ta? Ờ hé. Mình không có bị mất oxy luôn. Ủa hay là trong bộ giáp mình có một món nào giúp mình thở dưới nước nha. Ui vậy mà làm nãy giờ sợ muốn xỉu luôn á. Ủa đâu có món nào giúp mình thở dưới nước đâu mà mình thở được quá trời nè. Không bị mất oxy luôn. Ảo thiệt đấy. Vậy thì tốt. Rồi giờ thì mình sẽ kêu em chim ra. Bay lên em ơi. Ok sao chim toàn bơi không vậy. Bay đi. Ai chớp bay đi em. Bay. Ờ ok. Hú hồn. Tưởng đâu em chim mình chuyển sang thành bơi luôn là xong luôn á. Kỳ kỳ dưới nước có em Pokemon gì nhìn lạ nữa vậy. Hôm nay ra biển gặp được quá trời Pokemon lạ luôn. Bắt Pokemon mà có cổ động viên nữa kìa. Có em cua chạy lại. Vỗ tay các thứ rồi ha. Được thiệt sự. Vỗ tay nghe cà kẹ vậy. Đi ra liên ngang hồi bắt cua lên nướng bây giờ á. Đừng có cà kẹ tôi tính hơi nóng. Rồi lên thôi. Cậu Trần á, đừng có cà khẹ nha, cắp bi. Ngồi kẹp nhìn có chịu thiệt chứ. Rồi, giờ chiếc này ra biển chúng ta lại có thêm một em Rapplop này để coi coi hệ em là hệ gì ha. Hình như là hệ nước hay sao á. Ô, em này sống dưới nước thôi nhưng mà hệ là hệ giác đấu nha. Wow, cái dạng shiny đẹp chưa cơ. Uầy. Ảo thiệt đấy. Ồ, em này bơi được không? Bơi được không vậy? Wow, có gì? À, bơi được nè. Ồ, vậy là cởi Rapplop thì chúng ta có thể lặn dưới nước luôn nè. Hay ghê á. Thôi, gặp sẵn tiện mình đang gặp boss cá mập. Xúc luôn ha. Vô. Lần này thì mình thử với Zamazenta thì có vẻ có cơ hội thắng hơn nè. Cố lên Zamazenta. Chiến thắng đúng không? Yes.
Zamazenta gánh tem nổi rồi. Và được một viên Dyna, kiểu như là Mega cho Sabedo nè. Một cái orb cũng như là một cục kẹo. Ok. Trời ơi. Đúng là sao Urshifu gánh không nổi thì còn có Magenta gánh á. Magenta gánh cũng mạnh phết á. Bữa nay cực kỳ may mắn luôn á, vì đội hình mình có thêm Magenta và Urshifu gánh được kha khá giúp mình luôn á, nên mình sẽ đứng cạnh hai em này để mở trứng, hy vọng là có nhiều may mắn hơn. Rồi, xúc nào. Mở trứng 5 km trước. Ra được Monkey. Ok. Tiếp theo, Vubit. Đây, một em, hai em. Em ăn cây thì trong gần gặp đầy, còn em Vubit thì mình chưa gặp nè. Wow, đây là một em hệ lửa ha. Hiện tại thì Pokemon hệ lửa của mình nó cũng hơi giới hạn á, nên chắc sắp tới mình phải tìm nhiều hơn những Pokemon hệ lửa mới được á. Ok, có thêm một em hệ lửa. Rồi, và quan trọng là trứng 15 km nè. Nó sẽ cho mình Pokemon gì đây? Dewood. Wow, cho mình em này này. Đâu, mình coi thử coi, Dewood. Trời trời trời, em này nhìn cũng chiến đấu lắm á. Nhưng mà hệ nước nha. Được, để coi coi em này mai mốt lớn lên á sẽ trông như thế nào ha. Cũng tiềm năng á, em này nhìn cũng tiềm năng á. Nói chung thì bữa nay đa số là mình tìm được Pokemon kiểu như lạ lạ không à. Đầu tiên là Pokemon lâu đài cát nè. Mình kiểu bị thích mấy cái Pokemon kiểu lạ lạ như vậy nè. Nhìn trên biển mình tưởng đâu là có lâu đài cát thiệt à. Ai dè đó là một Pokemon á. Thứ hai là một Pokemon giống như là bạch tuộc gì đó, nhưng mà là hệ chiến đấu nha. Và quan trọng nhất là chúng ta có thêm hai huyền thoại gánh tem cực mạnh, đó chính là Zamazenta và Urshifu. Hai em đều hệ giác đấu luôn á. Hy vọng là sắp tới mình sẽ tìm được cách để kiểu như là cho Zamazenta có thể có được bộ giáp ở phía trước á. Nhìn rất là ngầu luôn. Mình hơi bị ấn tượng đó nha. Nè. À, đó là mục tiêu của mình trong thời gian sắp tới. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá và tìm Pokemon mới. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.